Thưa quý vị, những năm qua, tổ chức công đoàn thành phố luôn chú trọng coi nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động chăm lo luôn được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và các cấp công đoàn khảo sát, lấy ý kiến để đáp ứng nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình đã phát huy vai trò nòng cốt, mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn, được người lao động đánh giá hết tích cực. Từ đó đã huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho công dân viên chức lao động, tiêu biểu như các chương trình Cảm ơn người lao động, Ngày hội công dân, phiên chợ nghĩa tình, chợ Tết công đoàn, gian hàng không đồng, điểm bán hàng ưu đãi. Hàng năm đều tham gia các đợt do Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hoặc là Công đoàn Đà Nẵng tổ chức. Tham gia cái hội chợ này với một cái ý nghĩa là mang những cái sản phẩm chất lượng đến cho người công nhân ở tại thành phố Đà Nẵng cũng như người lao động nghèo, giảm giá từ 10 đến 25% cho người công nhân. Đặc biệt trong 2 năm ảnh hưởng bởi Covid-19, Công đoàn thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động với kinh phí trên 32 tỷ đồng. Xác định an cư lạc nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp xây dựng nhà lưu trú giáo viên xã Hòa Bắc với kinh phí 990 triệu đồng, giải quyết chỗ ở cho 20 giáo viên. Đây là điểm mới, nổi bật trong công tác chăm lo của công đoàn thành phố, góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu, nâng cao đời sống cho người lao động, giúp họ an tâm làm việc, tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn. Liên đoàn Lao động thành phố còn đề xuất và phối hợp Sở Thông tin Truyền thông lắp đặt 39 điểm phát sóng Wi-Fi miễn phí tại các khu nhà trọ công nhân. Tiết kiệm được một khoản chi phí nhờ cục Wi-Fi ở đây, là con mình được vào mạng được học và em tiếp cận được đọc báo được trên các trang trong web. Hiện nay, Công đoàn thành phố đang quản lý 130.000 công nhân viên chức lao động, trong đó công chức viên chức trong khu vực nhà nước hơn 35.000 người. Với số lượng ngày càng gia tăng, đồng thời nhận diện nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố một số nhiệm vụ trọng tâm để chăm lo tốt hơn cho những đối tượng trên. Nhất là vấn đề phúc lợi đoàn viên. Lâu nay là cái này cũng dừng lại mấy chục đơn vị như thế chứ cũng chưa phát triển mạnh ra và cũng chưa trở thành một cái để phân biệt quyền lợi giữa đoàn viên công đoàn và không phải là đoàn viên công đoàn. Thì cái này phải chú ý làm tốt hơn. Thứ hai là vấn đề nhà ở xã hội, hiện nay chính sách của nhà nước là tập trung rất nhiều cái việc này. Thì công đoàn tham gia vào câu chuyện này như thế nào? Cho đúng đối tượng, cho thực sự hiệu quả các cái chương trình thì đề nghị các đồng chí và nghiên cứu tham mưu. Rồi có vấn đề nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Có thể nói, với việc sâu sát trong nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động, triển khai nhiều hoạt động mới, nổi bật, công tác chăm lo cho các đối tượng này đã thật sự có hiệu quả cao. Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã tạo được niềm tin vững chắc, trở thành điểm tựa cho người lao động, khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.